2 triệu người, gọi là 2 triệu người đại gia đó, mà xưa nay mà không chịu thuận thiên á, mà tới ngày hôm nay rồi á là sẽ mất trắng á. Tại vì mấy đại ca mà có chức quyền thì không có có làm ăn gì được. Thì ở dưới á nó có 2 triệu người có tiền khá giả đầu tư này nọ, mượn danh của mấy người đó hay là ăn chịu với những người có chức quyền để mà làm giàu trên những cái người khổ và làm cho nước Việt hôm nay điêu tàn. Thì những người đó hôm nay xây nhà xây cửa hay là cơ sở gì cũng đều ấy hết, đó cũng là quả báo. Bởi vì cái này Việt biết mà năm nay khi mà tiếng nói của Thiên Long Sơn mà lên đó, mà 2 triệu người này là chống đói, cứ nói mình là ảo, nói mình này kia, tại họ đang sung sướng, họ ngon lành, họ đang có tiền vô ào, họ không có giờ biết cái chuyện mà sắp xảy ra là cái gì. Thì hôm nay họ là người bị quả báo á. Chẳng những quả báo mà còn sẽ bị đột tử hay là ung thư hay là gia đình chuyện này chuyện kia nữa. Họ sẽ không có phải bình thường đâu, vì họ chống trời đó, cái số lượng đó đó. Còn nếu mà cái số lượng đó mà hôm nay mà biết quay đầu á, thì nên cùng với những cái người mà bần khổ á, gọi là ở cái tầng mà thấp thiệt thấp á, cùng với nhau để mà đi giúp những người xung quanh của mình. Rồi chờ có một ngày cái ông râu dài ngồi ngoài tượng đá rồi ông xuất hiện, ông sẽ xuất hiện thiệt á, thì lúc đó mình còn được dự hội Long Hoa. Chứ còn nếu mà nằm ở nhà mà cứ ngóng cổ chờ nội, mà nhìn bốn bức tường với đi ra đi vô thôi, thấy mặt chồng thấy mặt con là thấy bắt quậu rồi đó, nổi điên lên rồi gây lộn nữa, gia đình không có hạnh phúc á. Còn giờ đi chơi, đi về cây xanh, đi biển, đi gì á, đi đâu cũng không thấy vui hết. Tại vì cảnh vật nó điêu tàn á, làm sao mà làm cho mình tinh thần đi vui mà về cây xanh được. Bây giờ mình vô nhà hàng mình ăn, bây giờ đâu còn nhiều nhà hàng Sài Gòn nữa mà có ngồi ăn nữa, mà tưởng tượng xung quanh bà con anh em mình nhà đang thèm cái món này á, mình ăn cũng không ngon nữa đó. Nó không có giống như mấy năm trước nữa, càng ngày nó đi tệ vô như nè. Việt Nam đi vô như nè, đi vào ngõ cụt. Bữa hôm mình nói bốn bức tường đá kiểu danh từ Phật của ông, bốn cái núi đá. Còn giờ mình cứ nói đi vô cái ngõ hẻm mà Sài Gòn vậy á, đi tới ngõ cụt vậy xong. Rồi lúc đó mấy đại ca xách qua ly ra phi trường Nội Bài bay vù vù qua Mỹ, kiếm kiệt kiệt nước